Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng ở trong Hạ Long Park, là Tuần Châu Park chứ không phải Hạ Long Park. Và hôm nay là Minh Toàn có cái dịp về với Tuần Châu Park, muốn gửi một số cái hình ảnh về đến quý bà con cô bác về phía trong Tuần Châu này. Ở đây Minh Toàn muốn lên cái khu vực này, nhưng mà khu vực này thì đang còn xây dựng nên mà không, chúng ta không được phép vào. Ví dụ như đây đấy, nó không cho là công trường đang thi công, khách không đi lối này. Và đây thì Minh Toàn đang đứng tại cái khu vực này, là khu vực mặt cách cách cái cổng vào này khoảng chừng mấy trăm mét. Đây, đây là cái cổng vào. Phía ngoài này cái cổng vào này, chỗ cái nhà trắng này đấy, là cổng vào đấy. Và đây là một trò chơi là chinh phục đố cao. Nhưng mà vào thời điểm này thì cũng ít người chơi. Đó. Bây giờ mình toàn sẽ đi ra thế này. Ở trong này cũng khá là nhiều trò chơi. Nhưng mà trò chơi ở đây thì theo cá nhân mình toàn cảm nhận, nếu mà các bạn mà thanh niên mà thích mạo hiểm thì các trò chơi ở trong này nó cũng không được mạo hiểm lắm. Còn nếu mà các bạn về với Hạ Long Park thì ở Hạ Long Park sẽ có nhiều cái trò chơi mà sẽ làm cho các bạn mạo hiểm hơn. Ví dụ một cái trò chơi là Phi Long Thần Tốc ở Hạ Long Park, thì ở đây là cái tàu cao tốc, thành ra là nó không nguy hiểm bằng cái Phi Long Thần Tốc. Mà đây chúng ta thấy đây là một trò chơi của các em nhỏ. Đây chúng ta thử lên đây xem nào. Đây là trò chơi này không có người chơi này. Còn trò chơi trên này thì rất là nhiều người chơi. Đây chủ yếu là các em nhỏ thôi. Có cả một em gái mặc áo đen này cũng khá lớn rồi nhưng không biết chơi không. Áo đen quần trắng này. Có cả người lớn chơi luôn. Người lớn không chơi mà người lớn là giữ các em nhỏ để các em đấy chơi thôi. Có thanh niên cũng chơi ở trò này luôn chứ không phải các em nhỏ đâu, nhưng mà trò này thì không mạo hiểm lắm. Thành ra nếu các bạn mà muốn chơi một số cái trò chơi mạo hiểm thì trò này là chỉ dành cho các trẻ em thôi. Dừng rồi, trò này bây giờ là dừng rồi. Đấy, trò chơi nó chỉ mấy phút thế thôi các bạn. Cho trẻ em mấy phút để chơi thế thôi. Em này lớn tuổi phết rồi nhưng chơi cái trò chơi em bé này. Không phải là trò chơi trẻ mà người lớn không được chơi đâu. Nhiều người lớn rất là thích chơi trò này luôn. Thành ra là rất là nhiều bạn mà khi mà đến đây thì các bạn có thể là thử cái cảm giác mà cứ thú vị dần qua những cái trò chơi ở đây. Đây và Minh Toàn, bây giờ Minh Toàn sẽ đi ra phía ngoài này. Hãy
Đây là một cái, phía trước chúng ta là một cái đài phun nước. Nhưng mà Minh Toàn cũng vừa ở dưới đấy lên, đài phun nước đấy dưới đấy lên. Thì đài phun nước này cái hồ khá là bẩn, nước khá là bẩn em các bạn. Trong Hạ Long Park về xin lỗi các bạn, trong Tân Châu Park về mùa này thì không phải là mùa du lịch, chính vì thế mà cũng rất là ít ít cái du khách về đây để tham quan du lịch và cũng ít cái trò chơi. Đấy rồi, mình toàn đang đói bụng quá, đang đi tìm một cái quán ăn vặt mà không biết là có hay không. Mình toàn nhìn thấy đây một cái quán ăn vặt, không biết là có những cái gì ở trong quán ăn vặt này. Hãy cùng đến đây xem nhé. Đây có cái gì ở quán ăn vặt này nào? Đây có một món gọi là món xúc xích và nước. Nhưng mà ở đây gần ngoài cổng, còn phía trong thì mình toàn không thấy, không có thấy luôn. Em ăn cái gì? Kem một xúc xích. Đây, xúc xích ngon. Xúc xích này là bao tiền cái đấy chị gái nhỉ? Em để em ăn gì ấy. Nó không nóng à chị? Còn nóng không? Nóng, nó đang mất lần gần 9 rồi chị. Bạn nó chín. Không nóng lắm nhỉ. Yeah. Nga ăn gì lấy đi. Ăn gì lấy? Thế lấy tiền trong ví anh cả. Anh ví sau này. Ăn kem ăn gì lắm? 20.000. Đây. Xích khá là ngon luôn. Giờ cho em hỏi cái nhà mà xây đồ thô mà hình tròn tròn bên trong kia là cái nhà gì chị nhỉ? Ở góc chéo chéo này, cái nhà màu đỏ hồng ấy. Nhà điều hành của khu này à chú. Cái góc này mà có cái nhà. Dạ vâng. Nhà nghỉ ăn uống trên đấy. Dạ. Dạ. Ngày xưa ở đấy là nhạc nước. Nhà gì ạ? Chỗ đấy là nhạc nước. Nhạc nước? Dạ. Vâng. Dạ. Ở chỗ cá heo này. Đây, khu cá heo mà sắp tới là thi hoa hậu. Thế bây giờ thi hoa hậu là thi ở nhà cá heo này anh? Thế cái đường này là dẫn đi đâu ấy anh nhỉ? Lên xem cá heo à? Chưa. Chứ bây giờ là không có hả? Vâng. Đấy, đây là đường lên xem khu cá heo.
Buổi tối trong này có mở không ạ? Khu này đang xây dựng cái công viên điện nước. Công viên dòng. Ở dưới cái hồ màu xanh. Vâng, đây đang làm cái sông đấy là cái sông cũng sông là, giống như kiểu cái đấy là sông Vinh Dầm hay kia. Mùa hè là Khánh Thành là sông Vinh Dầm nó bơi qua. À, đi thuyền rồng. Không rồng, bây giờ người ta làm sao? Người ta làm rồng luôn. Rồng như thuyền rồng nó chạy. À. Thế thì còn đặc sắc hơn ở Hạ Long nhỉ. Bắc biển này bác đi rồng cũng rất là bạn. Việt Nam mình chưa có nhắm nước cả bác cái làng nhắm nước. Vâng. Khu này mà về sau thì đẹp lắm ấy. Đây. Anh cho em biết thông tin rất là quý báu luôn, khi nào các bạn mà về Hạ Long Bắc mà khoảng một sang năm nữa thôi. À quên, đây là tuần châu Bắc. Dạ, tuần châu. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Dạ bác ạ. Vâng. Có những cái xe này là xe ngựa. Đấy, biểu tượng xe ngựa kéo. Đây là một cái đài phun nước này, cái ao phun nước, đúng hơn là đài phun nước, nhưng mà đá làm hình thù đến cái này cũng khá là đẹp, rất là đẹp luôn. Ở đây mình toàn thấy một cái nhà này là cái nhà biệt thự, nhưng mà nhà hàng cực kỳ là đồ sộ. Nhà này ông khéo là đẹp nhất ở khu Hạ Long Bắc này. Trước mặt chúng ta là cái đi thẳng ra đây là cái bãi biển, bãi tắm của Hạ Long Bắc. À, bãi tắm của Tuần Châu. Đấy, này là bãi tắm của Tuần Châu. Anh này có biết vào. Cái này vào nhiều người vào cũng được đấy nhỉ. Nhiều người vào khá là không được ở đây. Cái cổng vào nó hơi khó vào. Đây, trước mặt chúng ta là cái đường ra ngoài bãi tắm của Tuần Châu. Bãi tắm mà hay thi đấu bóng chuyền bãi biển này. Rồi hoa hậu này. Hoa hậu bây giờ năm nay là hoa hậu là thi ở đây. Cái nhà cá heo này. Đấy, đây là cái khu biểu diễn của nhà cá heo của khu Tuần Châu này. Và bây giờ là nếu mà chúng ta thi là thi ở đây. Thi hoa hậu là thi ở đây. Dạo quanh quanh nữa hay thế? Đi dọc quanh nữa hay thế? Trong này thì vào được nhưng không có gì cả. Không bây giờ vào trong này thì không. Nó biểu diễn cá heo này. Trong khu này biểu diễn cá heo nhưng mà tối nay mới biểu diễn, hoặc là biểu diễn lúc sáng rồi.
đấy, nên chúng ta sẽ cùng vào đấy nhé. Rồi, mình toàn xin phép dừng video này ở đây.